Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm, ngày 14 tháng 4 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin này sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục suy giảm. Thời điểm này thì giảm hơn 8 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ giảm là 0,41%, giao dịch ở ngưỡng 1.969 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.967,69 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.980,19 đô la Mỹ trên một ounce. Chỉ số đồng đô la Mỹ thời điểm này cũng giữ xu hướng giảm với tỷ lệ giảm là 0,22%, hiện tại đang giao dịch ở mức 99,628 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,01%, giao dịch quanh ngưỡng 41.000 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn trong xu hướng giảm và với tỷ lệ giảm là 0,30%, thời điểm này đang giao dịch quanh ngưỡng 2,696% trên một năm. Đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô thời điểm này cũng giữ xu hướng giảm với tỷ lệ giảm hiện tại là 0,48%. Mỗi thùng dầu thô trong phiên tối nay theo giờ Việt Nam giao dịch ở mức 103,645 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Trên thị trường thế giới, nhà đầu tư vàng đang tập trung sự quan tâm của mình và mức độ gia tăng của lạm phát hơn là lo ngại về các đợt tăng lãi suất năm nay của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Việc công bố chỉ số CPI cho tháng 3 ở mức 8,5% đã đánh dấu mức tăng CPI toàn phần lớn nhất của nước này trong vòng 40 năm qua. Một trong những nguyên nhân chính khiến cho lạm phát tại Mỹ trong tháng 3 tăng cao hơn trong tháng trước là do chi phí xăng dầu đã tăng 18% so với tháng 2. Ngoài ra, chi phí thực phẩm liên tục tăng giá cũng thúc đẩy lạm phát tăng cao. Một số chuyên gia kinh tế của Fed chỉ ra rằng áp lực lạm phát tại Mỹ đang đạt đến đỉnh điểm và mức độ lạm phát sẽ bắt đầu giảm xuống. Song vẫn có những quan điểm cho rằng đó là những nhận định không chính xác. Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư đang tập trung vào mức độ lạm phát hơn là quyết định tăng lãi suất trong tương lai của Fed. Phản ứng với những thông tin này, giá vàng thế giới đã có 6 phiên tăng giá liên tiếp và đang chạm mức cao nhất trong vòng 1 tháng qua. Quỹ đầu tư tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDA Gonteros đã tiếp tục mua liên tiếp trong 3 phiên gần đây với khối lượng lên tới 17,12 tấn, nâng tổng khối lượng vàng dự trữ của quỹ này hiện đang ở mức rất cao, 1.104,42 tấn. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng trong nước trong phiên chiều nay bất ngờ đảo chiều đi xuống. Cụ thể giá vàng miếng SJC trong một tuần qua chỉ tăng khoảng 800.000 đồng trên một lượng. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước ở điểm này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch tối hôm nay để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo thêm. Thời điểm này, giá vàng SJC trong nước cũng như là vàng nhẫn bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác thì đều quay đầu giảm quý vị và các bạn nhé. Nhưng với mức giảm của vàng miếng SJC tại các tỉnh thành phố lớn thì giảm mạnh hơn. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.895.000, bán ra 6.955.000. Giảm 250.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 25.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 6.895.000, bán ra 6.957.000, giảm 25.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. SJC Đà Nẵng mua vào 6.895.000, bán ra 6.957.000, giảm 25.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.900.000, bán ra 6.960.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào, 20.000 ở chiều bán ra. PNG Hà Nội mua vào 6.905.000, bán ra 6.970.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.900.000, bán ra 6.960.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào, 20.000 ở chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.900.000, bán ra 6.965.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào, 10.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.900.000, bán ra 6.960.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.902.000, bán ra 6.959.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra.
Mi Hồng SJC mua vào 6.915.000, bán ra 6.950.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào, 25.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.900.000, bán ra 6.940.000, giảm 40.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.910.000, bán ra 6.960.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.900.000, bán ra 6.965.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào, 10.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.910.000, bán ra 6.972.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm hiện tại thì giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác cũng giảm khá mạnh, giảm 250.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 25.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang mua vào 6.895.000, bán ra 6.957.000. SJC Cà Mau mua vào 6.895.000, bán ra 6.957.000. SJC Huế mua vào 6.892.000, bán ra 6.958.000. SJC Bình Phước mua vào 6.893.000, bán ra 6.957.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.895.000, bán ra 6.955.000. SJC Miền Tây mua vào 6.895.000, bán ra 6.955.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.895.000, bán ra 6.955.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.897.000, bán ra 6.960.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.895.000, bán ra 6.957.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.893.000, bán ra 6.957.000. SJC Phan Rang mua vào 6.893.000, bán ra 6.957.000. SJC Hạ Long mua vào 6.893.000, bán ra 6.957.000. SJC Quảng Nam mua vào 6.893.000, bán ra 6.957.000. Cuối cùng là giá nhận bù số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại thì giá nhận bù số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác quay đầu giảm nhẹ, biên độ giảm từ 21 cho đến 50.000 đồng trên một lượng, hay trong khoảng từ 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bù số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.585.000, bán ra 5.675.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.555.000, bán ra 5.635.000. Vàng 24K mua vào 5.449.2.000, bán ra 5.579.2.000. Cả 3 loại vàng này thì đều giảm nhẹ 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 18K mua vào 4.041.7.000, bán ra 4.241.7.000, giảm 3.700 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 3.100.5.000, bán ra 3.300.5.000, giảm 2.900 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 10K mua vào 2.165.000, bán ra 2.365.000, giảm 2.100 ở chiều mua vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên tối hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.